Thì năm mới này nếu như mấy anh em chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, các bạn sẽ có cơ hội nhận tài khoản có full trang phục, có hộp ma thuật, cũng như là sẽ có cơ hội nhận 20 triệu kim cương miễn phí từ game Free Fire. Thật là hấp dẫn phải không nào mọi người? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Thì ngày hôm nay quay ngược thời gian và trở về quá khứ, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm phiên bản Free Fire Alpha Test nha mọi người. Thì đối với cái phiên bản này là một phiên bản đầu tiên luôn anh em, và cách đây đã 2 năm rồi anh em ơi. Phiên bản Free Fire Alpha Test thì cái sảnh chờ của chúng ta đây, nó chỉ là một cái nhà kho thôi mọi người thấy không. Và đồ đạc ngày ấy thì anh em là làm gì có đồ đạc mà đẹp như bây giờ. Toàn là những cái đồ đạc kiểu như là áo ba lỗ này, áo rằn di này, rồi là những cái áo sơ mi này. Và các bạn đang theo dõi đây chính là nhân vật Adam nha. Ngày xưa là Adam đầu chọc nha mọi người, không có tóc như bây giờ đâu. Và rồi ok, từ đây nó là giao diện chuẩn bị là anh em ở trên máy bay đây. Và lát nữa thì anh em sẽ nhảy xuống. Thì giao diện ngày xưa của game Free Fire nó khá là thô sơ luôn, cũng như là bản đồ chơi game nó chỉ là một cái góc nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà phải nói là uầy, công nhận là đồ họa ngày xưa thì mình thấy là nó cũng rất là đẹp luôn. Tuy rằng là nó quá khác so với hiện tại, nhưng mà Free Fire phiên bản Alpha Test chính là phiên bản đầu tiên. Cái lúc đấy thì game Free Fire chỉ là một cái bản thử nghiệm thôi anh em ơi. Tức là như này, hầu như là nó còn chưa mở cửa cả server cơ. Server của game Free Fire nó rất là nhỏ, cũng là mọi người có thể quan sát là hiện tại ở đây, các bạn thấy là ping đang khá là cao, ping lên đến nó là 139 cơ. Rồi ok, một thanh niên đầu tiên và rất là đơn giản phải không nào. Thì đối với phiên bản Alpha Test này thì game Free Fire còn chưa có cả nhân vật nữ nữa cơ. Một thời gian sau hình như là mình nhớ không nhầm là Cloud Beta. Cloud Beta thì mới là có nhân vật nữ nha mọi người. Thì cái lịch sử phiên bản của game Free Fire bắt đầu là từ Alpha Test, tức là thử nghiệm đầu tiên này. Phiên bản tiếp theo của chúng ta nó là Cloud Beta này mọi người này. Và sau khi kết thúc thử nghiệm thì chúng ta đến với những bản Free Fire như bây giờ. Bắt đầu đó là OBT2, rồi là OBT3 này. Hình như là về OB4 là đã đổi tên thành OB rồi, là Open Beta. Các bạn biết không, hiện tại thì game Free Fire vẫn để chữ OB ở đầu, mà không phải là một phiên bản mới. Đơn giản thì game Free Fire của chúng ta có ý nghĩa đó là thử nghiệm mở rộng nha mọi người. Tức là tất cả những cái phiên bản Free Fire này đều là những phiên bản thử nghiệm hết. Và Free Fire luôn là nghe ý kiến của những cái người chơi game. Thế nên là anh em mà có ý kiến gì thì các bạn hãy comment ngay bên dưới video nha. Rồi mình với lại các bạn sẽ cùng đề xuất đến với nhà phát hành nha mọi người. Rồi nha, ok. Thì một trận đấu của phiên bản Alpha Test này, phiên bản đầu tiên của game Free Fire, nó chỉ có là hơn 20 người một xíu thôi. Cũng như là chơi game thì các bạn thấy là nhân vật trong game thì chạy kiểu như là nó chạy rất là ngu luôn. Với lại thì đây sẽ là phong cảnh vào một buổi chiều nhá. Đồ họa ngày xưa thì mình thấy là cũng khá là đỉnh. Bởi vì là một cái team làm game Việt Nam đấy mà làm được cái đồ họa như thế này thì phải nói là rất là đỉnh luôn anh em ơi. Game của người Việt chúng ta đấy. Và đây, thêm một thanh niên nữa hả? Úi dồi anh em ơi, chạy đâu hả? Ngày xưa thì còn chưa có 60fps cơ, nên là mọi người thấy rằng là game nó cứ kiểu như là bị giật giật. Ui. Cũng như là ngày trước thì game Free Fire thật sự là tối ưu chưa tốt, nhưng đến bây giờ thì Free Fire phải nói là một cái game sinh tồn đồ họa đẹp này, cũng như là mượt và anh em chơi nó rất là ok luôn. Anh em có thấy là ở cái khay súng này hiện tại là cây súng Vector nha. Thì lúc này Free Fire bây giờ là đã lại bỏ đi cây súng này rồi. Nhưng mà ngày xưa thì cây súng này bắn cũng rất là phê. Mình nhớ không nhầm thì cái Vector này sử dụng đạn tiểu liên nha. Ok. Và tất cả những cái trang bị ngày xưa thì hầu như nó trông rất là khác so với bây giờ đây. Bằng chứng anh em có thể thấy đó là cái ba lô đây. Nhìn kiểu tướng chạy nhân vật nó dị dã man luôn. Rồi ok. Và khi lên được một cái ba lô 3 thì mọi người có thể thấy đây. Đấy, trông kiểu nó nắn ý, trông kiểu nó không được đẹp như bây giờ đâu. Đồ họa ngày xưa thì mình thấy là khá là ổn, khá là đẹp mắt, cũng như là hiệu ứng vòng bo điện nó rất là chân thực. Chẳng qua là chỉ có thời tiết duy nhất đó là chiều tà. Còn game Free Fire bây giờ là đã có rất là nhiều những thời tiết này, thời tiết mưa này, thời tiết tuyết này, cũng như là anh em có thể thấy là có cả thời tiết là ban ngày là ban đêm rõ ràng luôn. Đó là những cái cải tiến của game Free Fire đến tận bây giờ. Rồi ok, đây là hiện tại là anh em thấy là đang cuốn máu nhá. Cuốn thêm cái nữa này. Rồi nha mọi người. Và cái giao diện ngày xưa của game Free Fire, cái giao diện trực quan anh em chơi game ấy, thì trông nó kiểu như là nó rất là hoạt hình. Còn bây giờ thì mọi thứ đây,
mọi thứ nó trở nên giống như kiểu là 3D hơn, và đồ họa thì phải nói là đẹp hơn rất nhiều qua rất là nhiều những cái lần cải tiến và qua 2 năm vừa qua. Hôm nay thì kẹo cơ bản là sẽ chia sẻ với anh em, tức là chúng ta sẽ cùng gọi là quay ngược quá khứ để tìm hiểu về phiên bản Alphatest, phiên bản đầu tiên của game Free Fire nhá. Anh em có thể thấy là đây, ui, trông kiểu nhân vật đổi súng nó rất là ngầu luôn, kiểu như là cầm súng cái là giật luôn về phía sau này. Mình thấy là nó khá là lạ anh em ơi. Với lại thì khay súng ngày trước đây, phiên bản đầu tiên thì nó không như bây giờ đâu mọi người ơi. Tức là chỉ có một cái khay súng duy nhất, các bạn đổ súng bằng cách là trượt qua trái hoặc là trượt qua phải thôi anh em ơi. Hoặc là các bạn nhấn qua trái nhấn qua phải thôi, chứ là nó không được ngon như bây giờ. Như bây giờ là anh em sẽ có hai khe súng chính, một khe súng phụ, ok. Còn ngày xưa là tất cả đều chung cả. Thế nên là có khi là sự lựa chọn của anh em là chỉ lựa chọn hai cây súng thôi. Lựa chọn đến thêm cây súng lục, cây súng phụ nữa thì công nhận là anh em sẽ rất là khó chơi. Kiểu như là anh em đổ súng là có khi là nhiều khi còn đổi lộn cơ. Nên là kinh nghiệm chiến thắng ngày xưa nhá, là chỉ chơi hai cây súng thôi anh em ạ. Không nên lượm đến khay súng phụ làm gì cả. Như kiểu là lượm thêm súng lục, đấy là hơi sai sai rồi. Ok nha anh em. Và ngày xưa thì có cả một cái con dao găm nhỏ nhỏ đấy. Còn bây giờ thì game Free Fire làm gì mà có dao găm nhỏ như vậy anh em ơi. Chỉ có một cái con dao rất là to này. Ngoài ra thì có thêm những cái vũ khí như kiểu là một cái kiếm katana này. Anh em có thể thấy là còn có cả chảo này. Ngoài ra thì thêm gậy bóng chày và rất là nhiều những cái loại vũ khí khác nữa. Còn ngày xưa thì đến cả chảo thì game Free Fire còn chưa có nữa cơ. Rồi nha anh em. Ui, và phải nói một điều rằng là hiệu ứng cháy, ngày xưa thì game Free Fire hiệu ứng cháy nó rất là chân thực luôn. Nhưng mà đây, mình thấy là một cái bản đồ khá là nhỏ. Và anh em có thể thấy là cái khu vực này các bạn thì quen thuộc không ạ? Khu vực này chính là cái khu vực doanh trại bây giờ đây. Nhưng mà đã được cải tiến rồi nha anh em ơi. Cá nhân mình thì hiện tại mình rất là thích cái hiệu ứng bo thế này. Hiệu ứng bo thế này trông nó đẹp hơn hiện tại nhiều anh em ạ. Trông nó kiểu rất là chân thực luôn. Sẽ là vòng bo điện anh em thấy không? Anh em thấy là có ngầu không ạ? Còn kiểu bây giờ thì vòng bo điện nó không được đẹp như thế này. Rồi nha anh em. Đây là những cái người ta gọi là những cái suy nghĩ của kẹo về phiên bản OB đầu tiên, phiên bản Alphatest nha mọi người. Rồi nha. Và khi mà anh em quay cái góc nhân vật thì nhiều khi là những cái khung cảnh nó bị che khuất, nó sẽ hiển thị mờ dần. Và đây nó cũng là một cái lỗi game. Như kiểu là anh em có thể là nhìn xuyên tường khi mà anh em di chuyển xung quanh. Ok không? Rồi nha mọi người. Đây. Và ngày xưa thì mình chơi game Free Fire mình chơi khá là ngu. Nên là hiện tại đang đứng sau tường đây. Đang đứng để núp. Đang đứng để rình rập đây anh em ơi. Ui. Đấy. Các bạn có thể là ngồi xuống. Và ngồi xuống di chuyển để đỡ bị lộ nha anh em ơi. Ok nhá. Vâng, và vòng bo tiếp theo sẽ thu lại sau 16 giây nữa này. Hiện tại thì chỉ còn lại có 2 thanh niên thôi anh em ơi. Chỉ còn lại có 2 người chơi nữa trong cái ván đấu này mà thôi. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi nào mọi người này. Hello, phía này có ai không ta? Phía này thì kẹo chưa thấy ai cả. Và khi mà anh em lên trên các bạn sẽ có được một cái góc quan sát tốt hơn nhá. Rồi nhá. Tuy là một cái bản đồ nhỏ nhưng mà phải nói là chơi game rất là vui luôn. Mà còn chưa nói đến nhờ anh em nhờ, đó là cái bản đồ phía bên tay trái của chúng ta đây. Trông nó không được đẹp như bây giờ. Còn cái lúc mà bo thu lại nó vẫn giống như vậy luôn. Cũng như là hiệu ứng góc nhìn của chúng ta vẫn là một cái như kiểu là một cái góc chữ V. Ok. Trông kiểu khá là ngầu phải không nào mọi người. Vâng, nhưng mà bản đồ bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Đấy là những đánh giá của mình nha. Đây, một vòng bo nữa. Ở hiện tại thì bo vẫn đang thu lại dần thôi anh em ơi. Mình thì đang đứng an toàn ở trên nóc nhà nhá. Còn 2 thằng nữa cơ. Nên là cứ phải bình tĩnh thôi anh em ơi. Ngày xưa mà, thật sự là mình chơi game Free Fire mình chơi gà lắm. Thế nên là kiểu chơi game lại cứ phải ngồi núp thế này. Chứ còn là bây giờ là kẹo khô máu, kẹo xông xáo luôn. Thằng nào cũng chơi luôn anh em ơi. Nếu như mà đai thì chơi game mới. Lo gì nhở. Hello. Phía này có ai không đây? Uầy, hello. Và anh em ơi, như là ngày xưa thì xe chạy thì chưa có tiếng ở trên bản đồ đâu. Cũng như là tiếng bắn súng đấy anh em ơi, nó không hiện vị trí ở trên bản đồ đâu. Nên là trông kiểu nó rất là thú vị anh em ơi. Có một điều đó là máu ngày xưa của game Free Fire cũng như là những cái bản mà bây giờ nước ngoài người ta chơi đấy sẽ là máu màu đỏ hiển thị rất là chân thực, còn game Free Fire lại là máu màu đen.
mày không biết là vì lý do gì nữa nhưng mà trông nó không ok lắm. Ui, mày chạy đâu này? Úi dồi ôi, ngồi trên phải gọi là rất là có lợi luôn anh em ơi. Ui, thằng bé con tí máu kia. Đây, cầm sẵn cây AK nhá, nhảy xuống vả luôn nó nào mọi người này. Thôi xong rồi, bây giờ là chú tới số với anh rồi nha. Ui, cái gì đây? Cái gì đây hả em ơi? Ui, anh em ơi, cần nhân giống gấp rồi nha mọi người. Giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em sau nha.